Ôi, này thôi trông nhút nhát thế em. Này, này trông nhút nhát, trông sợ sợ gì đấy. Này, chơi đi. Nó vừa chui vào trong bếp này bẩn hết người, mình vừa phải lau người cho nó đấy. Dại lắm, chui trong bếp làm gì vậy? Ấm à? Trong đấy nó ấm hay sao con chui vào đấy thế? Đây là cái hộp GoPro của mình. Hộp đựng GoPro. Ôi chạy. Chui vào đấy làm gì thế? À, nó tính chui đấy, nó nấp trong đấy đấy. Nào con thông minh lắm. Đó là một cái thùng rác. Úi chà, chui vào thùng rác làm à? Kia ơi. Kia ơi. Ừ.